Thân mến chào các em. Hôm nay chúng ta học tiếp bài phân phối nhị thức và phân phối Poisson. Bài này trước đây khoảng 2 tuần trước thì chúng ta cũng đã nhắc đến cái phân phối nhị thức và phân phối Poisson. Hôm nay chúng ta đi kiểm nghiệm lại một vài cái định lý và một số các ví dụ ứng dụng cho phân phối Poisson. Mời các em nhìn lên màn hình. Hôm nay chúng ta kiểm chứng lại cái định lý về Poisson. Định lý như sau: cho x thuộc vào Poisson lambda thì ta có mấy cái kết luận sau. Nhớ công thức Poisson, x mà thuộc phân phối Poisson thì cái xác suất để mà x bằng k chính là e mũ trừ lambda lũy thừa k dài thừa chia cho k dài thừa nhé. Và công thức Excel của ta là Poisson k lambda 0. Cái số 0 này các em ạ chính là cái giá trị của cái xác suất này đây nhá. Tại chỗ thôi, tức là cái tham số 0 này nè chính là giá trị hiện tại tại cái biểu thức này đây. Còn nếu mà tham số đó bằng 1, tức là Poisson ở đây là k phải không các em, ở đây là m lambda 1 thì có nghĩa là gì? Cộng dồn tất cả các xác suất đi từ k bằng 0 cho đến k bằng m nhá. K bằng m đây thì hôm nay thầy sẽ minh họa bằng Excel một tí nhá, để ta kiểm nghiệm lại ba cái điều này. Cái thứ nhất là sigma của k từ 0 cho đến vô cùng của xác suất, tất cả các xác suất nó phải bằng 1. Thì ở đây các em thấy là ở đây là cộng đến vô cùng các em ạ, cộng đến vô cùng. Nhưng trong thực tế tí nữa thầy sẽ làm khoảng đến k bằng 20 cho đến 30 thì cái này nó cũng đã bằng 1 rồi. Không cần nhiều lắm đâu. Không cần nhiều lắm nha. Tí nữa ta sẽ minh họa cái này. Và kỳ vọng của nó bằng lambda, phương sai của nó bằng lambda luôn, variant của nó cũng bằng lambda, hai cái này giống nhau nhỉ. Phân phối Poisson nó có hai cái kỳ vọng và phương sai đều cùng bằng lambda, tham số lambda của Poisson nhé. Và sau đó chúng ta tìm một cái bài lời giải của cái bài tập như sau: x thuộc vào phân phối Poisson với tham số lambda bằng 2 thì ta tìm xác suất để cho x lớn hơn bằng 3, nhỏ hơn hay bằng 20 thì nó sẽ bằng công thức gì? Đây, nó sẽ bằng Poisson. Ở đây ta phải dùng Excel thôi. Còn nếu mà các em không dùng Excel mà tính cái này thì phức tạp đấy, phải không? Tính cái này phức tạp thì sẽ dành một kỳ nào đó nói về nếu mà chỉ tính bằng máy tính nhỏ bỏ túi để tính bằng cái này. Còn ở đây chúng ta sẽ dùng Excel để ta tính. Còn máy tính bỏ túi thì nó thuộc về cái phạm trù về phương pháp tính, về phương pháp tính. Có dịp thì thầy sẽ nói về cái cách tính này bằng phương pháp máy tính bỏ túi. Còn ở đây chúng ta sử dụng Excel các em ạ. Excel để ta tính cái này cho nó nhanh. Tức là nó bằng cái gì? Lấy cuối trừ cho đầu thôi. Tại vì ta biết là cái Poisson này nè, Poisson này với cái tham số cuối là bằng 1 đó, nó chính là cái cộng dồn từ đầu, cộng dồn từ đầu k bằng 0 cho đến cái giá trị bằng m, giá trị k bằng m. Tức là cái giá trị này nè các em, nó lấy sigma đi từ k bằng 0 cho đến m. Đấy. Còn ở đây ta lấy đi từ 3 cho đến 20, 3 cho đến 20
Có nghĩa là ta sẽ lấy cái biểu thức này, nhưng mà ta lấy tổng lên k bắt đầu từ 3 cho đến cộng dồn cho đến k bằng 20. Thì trong Excel ta đã có cái công thức với cái tham số bằng 1 đây các em. Thì bắt sông từ 20 lấy cuối trừ cho đầu nhá. Lấy cuối tức là cái này giống như là tích phân, các em đã biết rồi phải không? Lấy cuối là k bằng 20 đây nhá. Lambda là vẫn là 2, 1 là để cộng dồn, trừ cho k bằng 2, lambda bằng 2 và tham số bằng 1. Tại sao đây là bằng 2 các em? Sao đây bằng 2? Vì đây ta lấy bằng 3 cơ mà, từ 3 trở đi. Cho nên là ta phải trừ cái đoạn từ 0 là 1 2 đi, còn bắt đầu từ 3 ta lấy, cho nên đây bắt đầu phải là 2 nhá. Còn nếu các em để ở đây là 3 thì các em nhầm. Nếu mà ở đây là 3, nếu mà đây để ở đây là 3 thì ta mất đi rồi. Thì đây phải là lớn hẳn hơn 3 thì mới đúng. Nhưng mà đây là đây cho bằng 3 cơ mà. Phải không? Cho bằng 3 cho nên ở đây ta phải bớt đi một đơn vị là 2. 2. Và ta dùng Excel để ta gõ hai cái hàm này vào, ta trừ đi thì ta sẽ ra được cái đáp số là khoảng 32%, 0.312 nhá, khoảng 32%, xác suất mà rơi vào khoảng này là khoảng 32%. Bây giờ như thầy nói, bây giờ thầy sẽ kiểm chứng cái ba cái điều này A, B, C nhá. A, B, C với K không quá 20 cho đến 30 thôi thì ta sẽ thấy cái này nó cũng bằng bằng 1. Bây giờ để cho phù hợp với cái bài toán này, thầy lấy lambda bằng 2 luôn, đúng không? Thầy lấy lambda bằng 2 luôn nhá. Giờ thầy qua phần Excel nào. Thầy qua phần Excel. Thầy qua phần Excel nhá. Đây, lambda của nó thầy lấy là bằng 2 đây. Lambda thầy lấy bằng 2. Và đây thầy lấy đi từ 0 cho đến 30 đây nhá. Và đây thầy cài công thức đây. Đây thầy cài công thức đây các em. Exponent của -2 có nghĩa là e mũ -2 á, exponent -2 nhân với gì? Nhân với lambda lũy thừa k. Lũy thừa k ở đây thì cho là cái ô B B1 này đây, B1 chia cho factor các em ạ. Factor này là factor. Factor là trong toán, trong Excel thôi nhé, trong Excel thì factor của cái ô nào đó có nghĩa là giai thừa của cái ô đó nhá. Giai thừa của cái ô đó đây, thì đưa thí dụ cho em cái ô về công thức đây. Exponential của -2 nhân với 2 lũy thừa k, k đây là b1 đó các em, chia cho k giai thừa tức là factor của b1 nhá. Rồi đồng ý không các em? Rồi ta gài xong rồi, ta kéo cái này xuống, ta kéo cái này xuống xuống 30 thôi nhá. Đây thầy làm cho 30 thì các em thấy nè, như vậy là xác suất tại x bằng 0, k bằng 0, k bằng 1, k bằng 2 đấy, k bằng 3, k bằng 4 vân vân. Ở đây ta ở cái ô kế tiếp thì thầy tính kỳ vọng nhá. Đây thầy bấm công thức của nó là cái này, giá trị nhân với xác suất này các em. B1 có nghĩa là giá trị là 0 nhân với xác suất ta vừa tính ở cái cột C đấy, đúng không? Giá trị nhân xác suất rồi, ok nhá. Rồi xong đó thầy cũng kéo cái này xuống. Đó. Giờ thầy xóa mấy này đi, tại vì thầy đã làm trước đó rồi. Giờ thầy xóa sớm đi nha. Đó, đây là cái cột kỳ vọng. Còn cái này là gì các em? Này là cột phương sai. Cái này là cột phương sai. Thầy để xóa đi, thầy làm cho nó tiện hơn nhá. Đó. Đây là cái cột phương sai các em ạ. À. Đây. Thầy bấm công thức của nó đây.
phương sai của nó bằng cái gì các em? Giá trị nhân với xác suất luôn. Nhưng mà nhớ giá trị đây là giá trị gì? X trừ cho kỳ vọng tất cả bình phương, nhớ không? Như vậy giá trị là ở đây chính là B1 đây trừ cho cái kỳ vọng, mà kỳ vọng ở đây mình biết là bằng 2 rồi, phải không? Tí nữa thầy kéo xuống để mình thấy cái đó là nó sẽ bằng 2. Và nhân với giá trị nè, trừ cho kỳ vọng nè, tất cả bình phương nhân với cái gì các em? Nhân với xác suất đây, là cái OC đây. Đấy. Và thầy cũng kéo cái này xuống. Thầy kéo cái này xuống nha. Thầy kéo cái này xuống. Đó. Và đây thầy zoom nó lại thôi các em. Đây thầy zoom nó lại thôi này. Đó, zoom từ C1 cho đến C31, đúng không? Đúng không? Thì các em thấy nó bằng 1. Như vậy là cộng tất tần tật các giá trị đi từ K cho đến 30 là đã bằng 1 rồi. Không cần đến vô cùng. Không cần đến vô cùng. Tại vì như thầy đã nói, đây là xác suất hiếm mà. Xác suất hiếm thì nó tăng lên rất nhanh và nó giảm xuống cũng rất nhanh. Và khi mà K mà quá 30 thì hầu như là nó bằng 0. Ta cộng từ K bằng 0 cho đến 30 là ta thấy nó bằng 1 rồi đây này. À, cái ô đây nhá. Đấy. Như vậy là đây chính là hệ xác suất đầy đủ mà mình đã biết. Còn cái cột bên này, cái cột bên này chính là cái cột D nè các em, chính là cái cột kỳ vọng, phải không? Giờ thầy kéo sang nhá. Thầy kéo sang bên này thì nó bằng mấy các em? Bằng mấy nào? Bằng gì? Bằng lambda, đúng không? Bằng lambda, mà lambda của mình bằng mấy? Bằng 2. Như vậy rõ ràng là bằng 2. Đồng ý không các em? Đấy. Và đây là hồi nãy thầy làm cho cái cột này là cột gì các em? Cột này là cột phương sai. Thì kéo cái này sang. Kéo sang thì nó cũng sẽ bằng gì các em? Kéo sang nó cũng sẽ bằng gì? Bằng lambda, cũng bằng 2 luôn, đúng không? Đây, rõ ràng là zoom nè, zoom nè, à, thầy bấm nè, zoom nè, phải không? Đây cũng là zoom đây, đấy. Như vậy đây chính là kỳ vọng, đây cũng là phương sai nhá. Như vậy là rõ ràng là ở đây thầy đã chứng minh được cái phần này và phần này rồi. Phương sai, kỳ vọng và xác suất đây đầy đủ của nó, phải không? Bây giờ ta tiếp tục một số các công thức nhé. Đây, ví dụ ở đây thầy có thể tính cái công thức này nè, cái ô vàng đây nhé. Các em theo dõi nhé, cái công thức này đây là mình tính trực tiếp, còn ở đây thầy dùng cái công thức gì? Công thức ngay của Excel, đó là Poisson. Nè, các em theo dõi nha. Đó, x là số 5 nè các em. X là số 5 nè. Số 5. Tức là K của mình á, min của ở đây là mấy? Min ở đây có nghĩa là kỳ vọng đó các em ạ, à, là số 2. Nhá. Cumulative là cái tham số thì đây gọi là số 0, tại vì thầy muốn tính cái giá trị tại K bằng 5 thôi. Thầy enter nhá. Thế đây là chính là cái con số này mà mình mới tính. Ở đây mình tính trực tiếp bằng công thức, phải không? Exponent của trừ lambda nhân với lambda lũy thừa K, tức là 2 lũy thừa K chia cho K dài thừa phách của B6. Còn cái này thầy dùng công thức Poisson các em, đúng không? Đấy. Như vậy là các em phải dùng Excel để các em tính toán những cái định lý và những cái bài tập và kiểm nghiệm lại những cái định lý mà ta đã học. Tại vì những cái định lý mà rời rạc, khi mà hữu hạn chiều mà nó nhiều thì mấy em cũng phải dùng một cái công cụ tính toán nào đó bằng Excel hoặc là máy tính bỏ túi để ta kiểm nghiệm lại. Còn với Poisson thì cái phạm vi của nó là vô hạn. K đi từ 0, 1, 2 cho đến vô cùng. Nhưng thực tế thầy đã nói là nó
triệt tiêu rất nhanh. Xác suất của nó tăng đột biến và nó cũng giảm rất nhanh, cho nên là hầu như ca người ta lấy khoảng 20 cho đến 30, thậm chí là 15 thôi là cũng đủ vét cạn cái hệ thống xác suất của nó bằng bằng một, tức là đầy đủ rồi ca. Đấy. Và ở đây ta cũng có thể dùng một cái công thức nữa. Đây ta dùng đây một cái công thức Watson. Đây thầy chỉ cần để 20 thôi đúng không? Nhá, bây giờ thầy để 20 xem nó là bao nhiêu nhá. 20 lambda là bằng 2. Số 1 là cumulative của nó là bằng 1 nhá, thầy enter. Nó cũng bằng 1. Ồ, ở đây ta lấy 30 nó cũng bằng 1, thậm chí ở đây là ta lấy 20 nè các em. 20 cũng bằng 1. Tức là cộng từ 0 cho đến 20 với lambda bằng 2 thì tổng xác suất của nó cũng đã đủ để bằng 1 rồi, không cần tính từ 21 trở đi, ta vứt hết từ 21 trở đi. Đấy. Như vậy là rõ ràng là cái này là từ k bằng 0 cho đến 20 là đã thành một hệ xác suất đầy đủ. Đúng không? Đó, các em thấy không? Như vậy các em thấy tại sao nó hiếm lên như vậy. Tức là nó tăng rất nhanh ở những cái vùng từ 0, 1, 2, 3 và nó giảm rất nhanh các số còn lại. Và chỉ cần cộng đến 20 là ta thấy nó đã là hệ thống xác suất đầy đủ rồi. Đấy. Đấy, các em thấy là như vậy là thầy đã minh họa cho cái định lý này. Đó. Bây giờ ta muốn tìm cái lời giải của bài toán xác suất rơi từ 3 cho đến 20 thì ta dùng cái công thức như nãy thầy ghi đây, từ 3 đến 20 là nhớ là lấy từ 20 trừ cho 2 nhá. Lấy từ 20 trừ 2. Vậy thầy làm lại nhá, như vậy công thức của ta đây. Thầy làm lại nhá, băng nè. Bót sông nè. X là 20 đúng không các em? Min của nó, Excel nó gọi min chính là expectation, tức là kỳ vọng đó các em, phải không? Kỳ vọng ở đây chính là số 2. Cumulative của nó là số 1 nha. Thầy enter. Đấy. Thì cái này ở đây nó là số 1 rồi đấy. Bây giờ thầy copy cái này xuống và thầy sửa cái này lại thôi. Sửa cái này lại là mấy các em? Là số 2 nha. À, tức là ta lấy từ 3 trở đi cho đến 20 rồi. Vậy nó chính là cái số này mà ta chỉ cần lấy hai số này ta trừ cho nhau thôi, phải không? Ta lấy số này ta trừ cho cái số ở dưới thì ra công thức của ta là 32% các em ạ. 3233 đây. 3233. Đấy. 3233 các em. Dạ. Như vậy thì thầy đã sử dụng Excel để thầy kiểm chứng cái này và thầy cũng dùng công thức Excel để thầy tính nhanh cái xác suất này. Với Excel thì ta tính nhanh thật đó, chỉ cần dùng ngay cái bản chất của công thức của nó. Nhưng giả sử nếu bài này là bài thi, công cụ ở trong phòng thi thì về tính chất đồng đẳng các em không được mang laptop vào, đúng không? Thì làm gì có Excel để mấy em sử dụng công thức này. Ta phải sử dụng một công cụ khác bằng máy tính vào túi. Thầy sẽ chuyển cái chuyên đề này sang một cái dịp khác. Nếu có dịp thầy sẽ ôn luôn. Nếu có một cái dịp nào đó thầy ôn tính chung của những cái gì mà phức tạp trong tính toán mà phải dùng đến máy tính bỏ túi để tính cái này. Máy tính bỏ túi thì không dễ tính cái này, nhưng mà ta phải biết viết một vài cái code trên cái máy tính bỏ túi một tí mà ta sẽ tính dễ dàng, không gì khó. Nhưng mà hôm nay thầy không muốn
nói cái chuyên đề đó ở đây, thầy sẽ hẹn các dịp khác nhé. Bây giờ ta vẫn học tiếp tục cái phân phối bắt sâu. Bây giờ ta sang đến cái ví dụ 2. Ví dụ đầu có nghĩa là chúng ta kiểm chứng lại đó các em, kiểm chứng lại cái định lý trong mặt sông. Nhớ như vậy là kỳ vọng cũng bằng lambda và phương sai cũng bằng lambda nhá. Và ta đã học một số các công thức về Excel, thì hy vọng em nhớ để làm toán nhá. Bây giờ ta sang ví dụ 2 nào. Người ta cho biết là tỷ lệ thuốc hỏng trong một lô thuốc lớn, một lô thuốc không biết là bằng bao nhiêu, nhưng mà tỷ lệ thuốc hỏng của nó là 0.05 0.05 các em ạ. Này nhỏ quá phải không các em? Như vậy đây gọi là xác suất hiếm đấy. Nhỏ quá, phải không? Tức là thuốc hỏng ít chứ thuốc hỏng nhiều thì là nguy hiểm, đúng không? Thuốc hỏng nhiều rất nguy hiểm. Làm y tế mà thuốc hỏng nhiều rất nguy hiểm. Ở đây cho bài toán người ta chỉ cho là 0.05, tức là nhỏ lắm, phải không? Lấy ngẫu nhiên 20 lọ trong một cái đống thuốc lớn như vậy, lấy ngẫu nhiên 20 lọ và x là số lọ hỏng nhận được, 20 lọ số lọ hỏng nhận được, tìm hàm mật độ của x và so sánh với giá trị xấp xỉ bởi phân phối Poisson. Cái này chúng ta đọc bài này các em liên tưởng đến cái bài toán gì nào? Lô thuốc hỏng, cái lô thuốc thì nó nhiều lắm, rất nhiều, có rất nhiều cái lọ, một lô thuốc rất có nhiều lọ. Bây giờ ta lấy ra, ta cứ thử ta lấy ra một lọ thì xác suất hỏng của nó là 0.05. Như vậy là ta gọi là thành công đi, hả? Ta gọi là thành công lấy ra là được một cái lọ hỏng là 0.05. Mà ta thử 20 lần như thế, 20 lần cái lọ như vậy, lấy ra 20 lần như vậy, thì ta coi cái x là số cái lọ hỏng như vậy thì nó thuộc phân phối nào các em? Rất quen thuộc phải không? Thầy nghĩ, em phải nghĩ ngay đi. Nghĩ ngay đến cái gì? Đến xác suất. Binomial, đúng rồi, xác suất nhị thức. N bằng 20 và P bằng 0.05. Đúng không? Thử N lần, mỗi lần thử mà xác suất thành công là P. Và nếu ta thử N lần như vậy thì đó chính là phân phối nhị thức. Và phân phối nhị thức thì ta biết công thức rồi, phải không? Ta biết công thức nhị phân phối nhị thức đấy. Bây giờ như vậy chính là thuộc phân phối nhị thức, N bằng 20, P là 0.05 nhé. Nên cái hàm mật độ của đó ta đã biết đây rồi, CNK ở đây thầy gọi là x, thì đang gọi là hàm, mà hàm này gọi là hàm rời rạc đi từ 0 cho đến 20, tại vì N của ta là 20, hàm này là hàm rời rạc nhé, chứ không phải liên tục, hàm rời rạc. NK, CNK, lũy thừa, P, lũy thừa K, đây là K, nhớ là bằng X, phải không? P là 0.05. Q, nhân với Q, lũy thừa N trừ K. Q chính là 1 trừ P, tức là 0.95. Lũy thừa 20 trừ K là trừ X. Và X sẽ đi từ 0 cho đến 20. Thì ở đây các em... tên luôn thì các em dùng Excel các em vẽ cái hàm này ra. Vẽ 21 cái ô nhá. Ở đây là gồm 21 ô đúng không các em? Từ 0 cho đến 20 là 21 ô. Và các em vẽ cái giá trị này ra, ta sẽ thấy cái hàm mật độ của chúng. Đấy. Nhưng mà ở đây cái bài toán này thì người ta kêu tìm hàm mật độ của x, thì ta đã có đây rồi, hàm mật độ của x chính là binomial nhị thức đấy, phải không? Và đây biểu thức vàng đây chính là hàm mật độ. Nhưng mà người ta muốn so sánh cái giá trị của cái hàm mật độ này với cái hàm mật độ về phân phối Poisson.
Tại vì ta đã biết rồi, với lambda với cái p khá nhỏ thì là xác suất hiếm, phải không? Và trước đây thầy cũng đã nói về một cái định lý, khi mà p khá nhỏ và n khá lớn, p khá nhỏ và n khá lớn so với p đấy, phải không? Và cái tích số np mà tiến đến một số cố định là lambda, np tiến đến một số cố định là lambda, thì thay vì tính nhị thức ta sẽ tính Boson, nhớ. Và như vậy lambda bằng np. Trong Boson thì thay ta chỉ cần biết lambda là sẽ bằng np là xong, phải không? Và np chính là 20 nhân với 0.05 chính bằng 1 các em ạ. À, và như vậy ta biến cái hàm mật độ vàng ở trên này thành cái hàm mật độ ở dưới này đây, fx e mũ trừ lambda, e mũ trừ lambda, lambda lúc này bằng 1 nhá các em, nhân với lambda lũy thừa k, lambda bằng 1 lũy thừa k là x, thì cái này chắc chắn bằng 1 rồi, phải không? Chia cho x dài thừa, x bắt đầu từ 0 cho đến 20. X này nhớ là x bằng 0 thì dài thừa của nó là bằng 1 nhé các em. Nhớ là cái này dài thừa được hết. X bằng 0 dài thừa của nó là cũng bằng 1 nhá. Nhớ như vậy chứ tưởng là x bằng 0 đây dài thừa là nó không có xác định. Mẫu số là nó nằm bằng 0 ở dưới này thì là không đúng, phải không? Nhưng mà nhớ là không dài thừa bằng 1 nhá. Và như vậy là cái hàm mật độ này mới hoàn toàn xác định nhá. Và như vậy các em sẽ dùng Excel, các em vẽ hai cái bảng này ra. Cái bảng thứ nhất ở trên gọi là bảng phân phối xác suất của binomial, tức là của nhị thức. Và ở dưới thì các em vẽ cũng 21 cái ô như vậy. Vẽ cái hàm mật độ là của Boson. Và ta sẽ so sánh hai cái hàm này, 21 ô như vậy, ta so sánh xem nó có xấp xỉ nhau không. Đó, xấp xỉ nhau không nhé. Đó, như vậy là thì hy vọng là mấy này chắc thầy cũng chẳng cần phải làm Excel đâu, phải không? Mấy em làm mấy cái này quá đơn giản nhá. Giờ thầy thì display luôn, thì trưng ra cái bảng đấy, thì trưng ra cái bảng luôn. Bảng này ở đâu có thầy cũng làm từ Excel mà ra thôi, phải không? Đây thì chỉ làm khoảng 9 ô vậy thôi, 9 ô vậy thôi. Còn bắt đầu từ từ K mà bằng 9, 10 trở đi, các em thấy mấy này bằng 0 luôn rồi, phải không? 9, 10, 11, 12 thì xác suất này bằng 0. B là binomial đó các em, tức là nhị thức. Còn P là B phở đó, thì là Boson. Với K bằng 0 thì đây ta thấy hai cái giá trị xác suất. Nhớ cái này là bằng CNK P lũy thừa K Q N trừ K. Còn anh này là lambda, lúc này lambda bằng NP bằng 1 rồi nhá. Và lambda là E mũ trừ lambda nhân với lambda K chia cho K dài thừa, nhớ nha. Rồi ta thấy mấy cái này sắc hai xác suất nó hầu hầu như bằng nhau. Đây, nó chỉ khác anh này chút xíu thôi, còn hầu như là bắt đầu trở đi thì nó cũng gần như bằng nhau các em ạ. À, gần như bằng nhau. Và nếu ta vẽ hai cái đồ thị này ra thì nó sát vào nhau nhiều lắm, nó hầu như nó sát vào nhau. Và như vậy ta thấy là cái định lý mà giới hạn đó, trước đây thầy phát biểu hai cái định lý. Một cái định lý thứ nhất là từ nhị thức chuyển sang Boson, nếu mà nhị thức n khá lớn và p khá khá bé, nhưng mà tích của np thì lại tiến tới một cái số lambda cố định, thì ta chuyển từ nhị thức sang Boson với lambda bằng np, đúng không? Và một cái định lý giới hạn nữa, tức là chuyển từ từ gì nào các em, từ siêu bội, từ hyper geometry sang bên binomial nhị thức, đúng không? Khi nào chuyển được nào các em? Khi nào chuyển được? Khi cái số n n lớn á, n lớn trong tập hợp n lớn á, các phần tử
Và NA nhớ không? NA là cái số mà có tính chất A. Tỷ số này N tiến đến vô cùng và NA cũng tiến đến vô cùng, mà tỷ số này lại tiến đến một số P nào đó. Thì thay vì tính siêu bội, ta có thể tính sang nhị thực. Và cái bài toán này cũng gặp nhiều lắm các em. Ở ngoài đời, ví dụ như người ta nói như nãy thầy nói, một cái lô thuốc thì nó rất hàng tỷ cái lọ thuốc như vậy. Nhưng mà tỷ lệ thuốc là biết trước, tỷ lệ thuốc hỏng là biết trước. Thì giống như là trong một tập hợp N lớn thế, mình gọi là một tỷ đi, một tỷ lọ, nhưng NA có tính chất hỏng thì nó cũng tăng theo cái tỷ lệ của cái N, nhưng NA chia N bằng 0.05 đó. Thì cái này ta cũng có thể ứng dụng thay vì tính siêu bội, tính cho nhị thực không các em. Đấy, tức là trước đây vì kỹ thuật tính toán chưa có nên người ta sử dụng hai cái định lý đó rất nhiều, nhưng thầy nghĩ thời buổi này các công cụ tính toán nó rất là mạnh, ta có thể tính trực tiếp được. Hồi xưa tại vì cái siêu bội, em nhớ hai cái công thức, ba cái C đúng không, ba cái compile, hai cái trên nhân ở dưới cái chia, và cái combination tức là cái tổ hợp mà CNK với N khá lớn và K là số ở gần gần giữa N đó, khoảng một nửa N trở đi thì cái số đó cực lớn. CNK nha, CNK với N khá lớn và K là nằm ở lân cận một nửa của N thì số đó cực lớn. Và số đó thì hồi xưa người ta tính được, bây giờ máy tính thì có thể tính, thậm chí máy tính bỏ túi ta tính được. Cho nên hiện nay mấy cái định lý đó tuy vẫn còn sai, người ta vẫn còn sai về mặt ứng dụng, người ta vẫn sai, nhưng mà về tính toán thì người ta tính trực tiếp luôn, không cần phải thông qua, những cái định lý giới hạn đó. Đấy, thì ở đây ta thấy đây, ở đây là cái binomial, cái là Poisson, mà hoàn toàn là hai cái này hầu như là sát vào nhau, tương đương nhau. Đấy. Nhá. Như vậy là ta thấy sai số của hai cái bảng, một bảng là nhị thức và một bảng là Poisson là hoàn toàn là khá bé. Nghĩa là hai cách tính xác suất này hầu như là giống nhau. Bây giờ ta sang hết, coi như hết cái phần rời rạc các em ạ. Bây giờ ta sang đến một số các phân phối về liên tục. Sang đến phân phối này thì các em sẽ đụng đến công cụ tính toán của giải tích một biến và nhiều biến. Nó đòi các em phải nhớ một số các khái niệm cũng như là phải tính toán rành những cái công cụ về đạo hàm vi phân, phải không, tích phân, đạo hàm vi phân, tích phân một biến và nhiều biến. Nhiều biến thì ta sẽ để ở một cái chương sau, nhưng ở đây ta sẽ đụng đến vi tích phân hàm một biến, vi tích phân hàm một biến nhé. Và thầy mong các em ôn lại cái phần toán này. Ở trên đài cũng có một số thầy dạy về hàm một biến, vi tích phân hàm một biến, thì các em xem, các em ôn hoặc các em tự động ôn nhé. Còn đụng đến vấn đề này là đụng đến những cái lĩnh vực về toán, hoàn toàn là toán học cổ điển, toán học có tính chất kinh điển, đó là vi tích phân nhé. Rồi bây giờ ta sẽ xem nào, mời các em nhìn lên màn hình nào. Tất nhiên ta cũng không có học hết đâu, ta không có học hết các phân phối. Thì trong chương trình, trong vòng 45 tiết như vậy thôi, các thầy cô cũng chỉ giới thiệu một số các phân phối
Thầy cũng giới thiệu một số các phân phối, nhưng cũng thầy cũng hy vọng là khá đủ để cho các em ôn tập và ứng dụng nó trong các lĩnh vực riêng của mình. Trước mắt là để thi, em nào học môn này, môn xác suất thống kê là để thi, còn em nào mà đã học rồi cũng có thể ra trường rồi cũng có thể nghe để mà có những cái ứng dụng trong lĩnh vực của mình. Mời các em nhìn lên màn hình này. Đầu tiên, thầy sẽ giới thiệu các em một số các phân phối liên tục. Đầu tiên là phân phối đều liên tục. Uniform. U là uniform các em ạ. À. AB. Trước đây thầy đã giới thiệu các em phân phối đều rời rạc. Đều rời rạc là cái discrete uniform. Các em nhớ không nào? Đều rời rạc là như thầy đã nói là một con xúc xắc mà không phải 6 mặt nữa mà có n mặt, và cái xác suất của nó là đều của nó là 1 trên n, tức là nó mở rộng từ cái con xúc xắc 6 mặt sang con xúc xắc n mặt, và công thức xác suất đều của nó là 1 trên n. Đấy. Cái đó là cũng chỉ là rời rạc thôi, nó gọi là discrete uniform, tức là đều rời rạc. Còn ở đây ta có đều liên tục các em ạ. Tức là cái này là continuous uniform, tức là bắt đầu là đụng đến hàm. U được ký hiệu là U trong khoảng AB. Và cái hàm mật độ của nó chính là cái này các em. Hàm mật độ của nó là hàm Fx bằng 1 chia cho B trừ A với x trong cái khoảng AB, còn ngoài ra bằng 0. Như vậy các em thấy một điều là như vậy. Hàm này là hàm hằng, hằng số, hàm hằng là hàm hằng đúng không? Nó đâu có x gì ở đây. Như vậy là x trong cái đoạn AB, thầy không cần vẽ cái này ra, các em cũng hình dung rất đơn giản. Trong cái đoạn AB, A có thể âm, B có thể âm nhé. AB là trên cái trục 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 hoành á, trục hoành cái đoạn như vậy. Và với x nằm trong cái đoạn đó thì cái hàm của nó là 1 chia cho b trừ a hàm hằng. Tức là các em sẽ hình dung như vậy là hàm của nó chính là cái hình chữ nhật. Đúng không? Hình chữ nhật. Chiều dài của nó chính là cái đoạn b trừ a ở dưới trục hoành, và chiều cao chính là 1. Chiều cao chính là 1 chia cho b trừ a. Như vậy các em thấy là diện tích của cái hình này là bằng gì các em? Chiều cao là 1 chia cho b trừ a, cạnh dài của nó là b trừ a nhân nhau thì nó sẽ bằng 1. Đấy. Như vậy là nó thỏa mãn cái tính chất gì? Hệ xác suất đầy đủ, tức là cộng tất tần tật từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng thì nó phải bằng 1. Có nghĩa là ta lấy tích phân đi từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng của cái hàm này bắt buộc phải bằng 1. Mà nó bằng 0 ở ngoài cái đoạn này rồi, như vậy ta chỉ cần lấy tích phân đi từ A cho đến B của 1 chia cho B trừ A thì là B trừ A nhân với 1 chia B trừ A, vậy nó bằng 1. Đúng không các em? Đấy thì các em thấy là chỉ cần nhìn hình một tí, tức là tính cái diện tích như thầy đã nói, tính cái diện tích của cái hình hàm mật độ thì nếu mà bằng 1 thì đó chính là hàm mật độ đúng. Hôm nay thì thầy dừng ở đây. Thầy hy vọng là các em ôn tập lại. Hôm sau thầy sẽ có dịp thầy nói tiếp về vấn đề này. Rất cảm ơn các em theo dõi bài giảng của thầy. Thân mến, chào các em.